lọc chi tôm. Gà lọc chi tôm. Màu lại thơm hết màu đúng không hả? Rồi, từ Sài Gòn đổ lên đây mua có ba trái cho cậu. Về tới Sài Gòn lần á, mua nhiều nhiều đi. Trời, có hai người ăn ba trái này ăn nhiêu? Nhiêu ngày cho hết. Trái nhiêu vậy cậu? Có biết đâu. Vậy hả? Vậy là mấy mấy đứa cháu nó tặng ha. Cậu vui vẻ quá. Đúng là khóm tắc cậu thơm thiệt, thơm mà ngon. Wow, tình nghĩa quá, chia sớt. Chú quay phim miếng coi, chú quay phim ăn rồi. Chú phải mang rồi, cảm ơn. Dạ. Lớn cái bé. Dạ. Ờ, cái đòn con cá nó bự. Cá như cá trong rừng nhá. Quá đã luôn. Hay quá, may mắn quá, bữa nay gặp được mấy chị bắt được bắt cá đồng nữa. Chị kêu nó làm ký cho. Dạ. Hồi nãy lại ngồi đó nói nghe tôi ngồi cái đẩy về tôi cái gì à. Có cái gì cái nó không phải vì nó không hiểu á. Dạ. Nó không hiểu chị. Dạ. Cái nó nói gì có nó không có phải có cái kênh gì người ta mà ta có phải cái kênh gì. Dạ à, đúng rồi có tên kênh, có tên. Dạ có cái tên là kênh chợ quê hay là cái gì gì á. Dạ tên cho mình vô mình đăng ký. Dạ chị bán cơm quá vui vẻ luôn, cảm ơn chị nha, quá đẹp luôn chị ơi, chúc chị bán đắt nha. 12 công. Rồi một năm mình hái bao nhiêu lần chị? 4 lần. Một năm mình thu hoạch khoảng 4 lần. Vậy là khoảng 3 tháng mấy một lần? Mấy tháng mới có một lần. Đốm đất lên nhai lên nhai hoài. Mấy cái mùa thì đúng tháng ngoài 2 tháng gì đó là hết mùa. Ủa vậy là vô cái mùa rộ nó khác hả chị? Rộ tháng 4, tháng 5. À tháng 4, tháng 5 là mùa rộ. À, chị được 12 công. Rồi mình có mối lấy ổn định không chị? Có mối ổn định ha. Còn mình bán này là kiểu như là kiếm tiền chợ hàng ngày thôi ha. Bán lẻ kiếm tiền chợ hàng ngày chứ còn có mối cố định. Vậy ha. Dạ, và Lộc Chi Tôn xin chào cô chú anh chị và hôm nay Lộc đi về Gạch Giá Kiên Giang và hiện tại bây giờ Lộc đang đứng ở huyện Châu Thành của Gò Quao Kiên Giang nha cô bác. Mà cái chỗ này là cái chỗ mà khóm rất là nhiều, kêu bằng khóm tắc cậu ha. Tắc cậu ha chị. Theo dọc đường thì mình thấy cô bác bán khóm rất nhiều nhưng mà đặc biệt là có những hàng khô. Hàng khô cá biển nè, rất là độc đáo nha cô ạ. À. À, cô chủ cổ trưng bày khô quá đẹp luôn cô bác ơi. À, mình cập nhật cho nhà cả nhà xem về khô của tắc cậu nha. Nhưng mà khóm thì là nơi đây mới là trung tâm nhưng mà mình quay khô trước tại vì thấy quay khô quá đẹp. Cá này là mình nhập từ cảng tắc cậu hả chị? Các loại cá luôn. À, thường thường cảng lên nó nhập lên rồi buổi sáng sớm khoảng mấy giờ chị? Vậy là khuya cá nhập vô cảng rồi mới phân phối lại cho đại lý. Dạ. Rồi cá này sáng giờ chị bán được mối nào chưa? Nó được rồi anh. Cá này nhiêu ký chị? Cá 240. Cá gúng thì 150. Ồ cá này là cá nhám đó hả? 80 ngàn à hả?
Ồ, cá này có 80.000 cô bác. Này cá rúng. Này cá bóp. Cá rúng thì 150. Cá bóp thì 240. Cá bóp 240. Cá ngừ thì 50. Cá ngừ 50.000. Cá cam thì 80. Cá cam thì 80 mà cá con rúng. Bự không chị? Con cỡ ký ngoài không? Ngoài. Con ký ngoài. Ừ. Cá đuối thì 150 cũng có, cá sòng. Nhưng mà cá này nghe nói ngon lắm mà sao đúng giá rồi. Nó rẻ ta? Là ăn sụn không mà xương hơn nó. Dạ, cá này ngon lắm nè mà sao giá nó rẻ hơn mấy cá kia? Không, tại từ lúc rẻ lúc mắc. À rồi vậy tới, ha. Tới trăm mấy nè anh. Giờ nó qua tới thì nó rẻ lại. Vậy là đa số nhập từ cảng tắc cậu hả chị ha? Rồi, tiếp tục mình đi qua chỗ những cái khóm nha cô bác. Vì mình thấy cái quầy cá chỗ này đặc biệt quá. Có khô cá sủ nè, cái khô cá sủ không chị? Cái này là cá sủ phải không chị? Thu cá vuông. Cá thu hoa cá vuông. À. Cá thu cá vuông là giống nhau. Một tên mà nhưng mà nó hai tên. Rồi có khô cá sủ không? Đâu? Cá sủ đâu? 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 À đầu ngoài đấy hả? À. Cá sủ thì chị cá sủ thì chị hết hàng cô bác. Dạ. Cô chủ rất là vui vẻ nha, ngay cái cổng chào luôn nha cô bác. Ngay cổng chào luôn. Phát đạt ha, hải sản phát đạt. Cô chủ ở đây quá vui vẻ. Rồi cảm ơn cô chủ nha. Rồi tiếp tục mình đi qua mình mới quầy khóm nha cô bác. Tại vì đây là cái nơi mà khóm là nổi tiếng nhất nè, khóm tắc cậu. Đó, Châu Thành nha cô bác. Rồi tiếp tục mình đi qua bên kia để mình quay khóm cho cô bác xem nha. À có nghĩa là chị nói khóm tắc cậu này là ngon hơn miệt thứ. Khóm dùng tắc cậu là ngon hơn miệt thứ. Ngon hơn miệt thứ. Nhưng mà tắc cậu hồi nào giờ mà nổi tiếng mà ta. Dạ đúng rồi. Lý do gì vậy? Lý do gì mà nó ngon hơn? Em cũng không biết nhưng mà ở đây là nó ngon nhất. Dùng khác thì nó không bằng. Không bằng ha. Lâu lâu thì có những chuyến xe ghé vô đây để mua. Mình thấy cô bác trưng bày rất đẹp nha cả nhà. Rồi tiếp tục mình đi qua kế bên cô bác ơi. Khóm tắc cậu. Nổi danh là khóm tắc cậu ha. Cô quán nước khóm ép. Khóm lạnh rồi xâm lạnh nước dừa nữa ha, nước. Vậy là cho một ly khóm ép thử coi. tắc cậu nổi tiếng là khóm ha. Còn trái thơm là khác hả chị? Trái thơm rất là to hơn. Trái thơm là khác hả? Còn này là trái khóm hả? Rồi một chai vậy bao nhiêu? 15.000. Rồi là có lạnh sẵn luôn. Mình làm rồi mình ép. Dạ, 15.000. Rồi hay quá, cảm ơn chị. Rồi nghe nói là gì miệt thứ không bằng hả? À? Miệt thứ khóm miệt thứ không bằng hả? À? Tắc cậu là ngon nhất. Lần đầu tiên em nghe danh nhưng mà lần đầu tiên mới được ghi hình lại cho cả nhà xem khóm tắc cậu. Tất cả các loại khóm tắc cậu trưng bày đẹp quá. Em thấy nguyên dãy đẹp quá, em xuống em quay phim. Dạ. Em ơn hơn. Thưởng thức ngay tại chỗ luôn nha cô bác. Rồi sao không ép cho cô bác coi? Sao mình ở đây là mình thuê không? À coi như là mà ủa vậy là mình ép ở nhà. Sao không bay ép giống như nước mía á chị? Mía mình có đây nước mình có nè. Tạm bỡ mình không có nước đâu. Nếu mà mình làm như vậy thì nó phát sinh thêm tiền hả? Thêm tiền không? Không, nó ở nhà mình ép, rồi cái nước thì ép, còn cái khóm đó mình xào, rồi mình bắt không mai. À, có nghĩa là mình có qua chế biến lại nữa cho nên nó bị cồng kềnh hả? Không, mình ép xong mình nấu nước sôi lại, mình đóng chai chứ không có chế biến gì nữa hết. À, nấu nước sôi lại. Bắt lên bếp nấu cho sôi lại. À, coi như là nấu cho sôi lại. Còn cái thịt khóm ra mình xào.
Ủa cái thịt nó khi mà mình ép rồi cái thịt nó còn nguyên không? À, mình nhào lại rồi để mình làm có mấy cái đó làm mứt được không? Đó, làm mứt làm bánh này. Ồ, vậy đó hả? Tận dụng hết nhiều thứ luôn ha. Ồ, bánh bông mai hả chị? À, làm cái bánh này đó ha. Vậy là sau khi, con này là cái gì? Nước màu của khóm. Là vậy là cái nước đầu tiên khi mà mình xay khóm ra là đây là nước đầu tiên, nước ép. Rồi nếu như mình nấu cho lại nấu từ từ khoảng 7-8 tiếng thì ra mình làm cái bánh này. À, vậy là tận dụng tối đa luôn trái khóm luôn. Không bỏ gì hết luôn. Rồi bây giờ mình thưởng thức nha cô bác. Thử coi như thế nào ha. Em có một tay rồi chị. Chị cầm giùm em ha. Đó. Rồi cảm ơn chị nha. Bên kia thì cái quầy khô đẹp quá chị, trưng bày đẹp. À. Wow. Ồ, ngon. Thơm, ngon. Ngon lắm cô bác ơi. Rất là ngon. Rất là đặc trưng nha cô bác. Lần đầu tiên mình mới uống được nước khóm này. Mình là người miền Tây mà mình không có biết cái món này. Lần đầu tiên thưởng thức. Wow, đã quá. Chị cầm giùm cho em đẩy cái nắp lại cái. Rồi, cảm ơn hai chị nha. Bữa nay đi quay phim được hai chị hỗ trợ. Rất là vui vẻ nha cô bác. Xe em chạy vô công ty rồi. Thì có công ty trong đây. Rồi, đi luôn chị ơi, cảm ơn nha. Rồi tiếp theo nữa mình quay những cái gian hàng khóm cho cô bác xem nè. Cái chỗ nãy lúc nãy mình uống thì là khóm ép mà qua xử lý là nấu. À, nói chung ra thì khách chỉ ghé lai rai thôi cô bác. Tuyến đường này làm như hơi vắng người cho nên khách nó ghé lai rai thôi. Còn bên đây là cũng là quầy cá nè, quầy khô nè. Cô bán khóm hay là bán cá? Bán khóm mà. Nhìn cô lớn tuổi rồi mà còn rất là đẹp lão. Quay phim chút nha. Cô năm nay chắc cỡ sáu mấy rồi ha. Sáu mấy rồi. Dạ. Là cô bán quầy khóm này. Dạ. Rồi nước ép giống nhau vậy không? Thứ đó. Cũng thứ vậy hả? À vậy là tất cả đều là ép như vậy hả cô? Rồi con cảm ơn cô nha. Rồi kế tiếp nữa là cái gì đây? Thu mua dừa khóm. Nơi đây cũng là dừa rất là nhiều nha các bác. Thấy người ta có thu mua dừa nhiều. Ngang đây thấy anh chóc cái vỏ dừa nè, đâu thua gì Bến Tre đâu. Bến Tre khủng chứ, ở đây cũng đâu thua gì đâu. Rồi mình tiếp tục đi cô á. Bên kia là những cái cành trời họ trưng bày khóm ra họ bán.
và xa trên kia là cái cầu của bến cảng nha cô bác, cảng Tắc Cậu. Lát nữa mình sẽ quay trên cái cảng cho cô bác xem ha. Giờ này thì khoảng 11 giờ trưa cho nên hơi vắng nha cô bác. Rồi bên đây là cái gì đây? Bên đây cũng là khóm luôn. Nước ép hột é. Hai bên đường nguyên một dãy luôn quá. Nói tóm lại thì mình đến đây giờ trưa, chắc có lẽ là tại vì trưa cho nên vắng khách nha cô bác. Không biết buổi sáng buổi chiều như thế nào để mình hỏi coi. Bên đó có nữa. Cho mình ghi hình chút xíu nha bộ. Thấy bán cá trưng bày đẹp quá, cho ghi hình chút nha. Tất cả này là cá của cảng Cách Tắc Cậu hả anh? Dạ đúng rồi. Cá Tắc Cậu. Ồ con cá gì bự quá nè. Cá này cá gì? Đuối. Cá đuối. Con này chắc cả 100 kg quá. Đúng rồi. 100 kg. 95 kg. Ồ cái quầy hoành quá khủng luôn cô bác ạ. Rồi cảm ơn chị nhiều nha. Thường thường thì buổi chiều hay là buổi sáng khách nó đông hơn anh? Nó cũng tương đối vậy, sáng thì sớm thì nó đông hơn. À vậy là sáng sáng thì 7-8 giờ thì khách sẽ đông hơn. Đúng rồi. Yeah. Rồi cảm ơn anh nha, cảm ơn chị. À đặc biệt là ở đây là khóm rồi còn khô luôn cô bác. Duy Phát Thảo. Ồ, khô đẹp quá. Rồi tiếp tục mình đi nữa nha cô bác. Hai bên đường coi như là cô bác sẽ thấy họ bán cá rồi khô rồi khóm nha. Đặc biệt là cá, thấy nó trưng bày rất là nhiều cô bác. Họ trưng bày cũng đẹp thiệt. Hải sản Tắc Cậu, nổi danh là khóm Tắc Cậu. Rồi bên kia thì cũng vậy thôi. Bên kia thì cũng khóm với lại cá đằng kia. Xa xa đằng kia mình thấy họ khách du lịch, họ ghé mua. Rồi bây giờ mình xin dừng video đây và mình lát nữa mình sẽ quay cái cảng của Tắc Cậu cho cô bác xem. Bây giờ mình đi qua bên phía bên tay phải nha cô bác. Lúc nãy mình đi bên tay trái, bây giờ mình đi qua bên tay phải. Chỗ này trưng bày đẹp quá. Ở đây trưng bày, bên đây thì trưng bày khá là phong phú hơn. Nhưng mà buổi trưa vắng quá. Tất cả đều bán giống nhau, cũng là nước ép rồi nước màu của khóm.
rồi bánh thúc, bánh làm bánh gì đó mình không biết, chút nữa mình ăn thử coi. Chỉ từ 15k cả những khóm. Rồi xa xa kia là cái cổng chào lúc nãy mình ghé xuống đó cô bác. Bây giờ mình đi tới cổng chào. Khóm Tắc Cậu nổi danh luôn cô bác. Lát nữa mình ra mé vườn mình quay cho cả nhà xem cái khóm tí xíu. Mình có thể mình phỏng vấn người vườn ở đây. Mình thấy ở phía sau này có một cái vườn khóm. Con đường thì cũng khá là vắng, lưa thưa xe thôi. Ồ, có dừa nước nữa nè. Dừa nước nè. Huyện Châu Thành hẹn gặp lại quý khách. Đang nhặt lưới hay gì anh? Đây là những cái khóm nè. Nguyên cái vườn khóm ở phía sau này của anh. Rồi cái vườn khóm này là của anh hả? Thường thường thì bao nhiêu lâu mình mới thu hoạch khóm một lần anh? Đổ là 4 tháng 10 ngày. 4 tháng 10 ngày. Là mình một năm được bao nhiêu lần như vậy anh? 4 lần, ta đổ lại cái bự ta đổ. Dạ. Coi như là một năm mình được 4 lần thu hoạch khóm. Dạ. Mà tới 4 tháng 10 ngày rồi. Wow. Trái khóm vậy được nhiêu tiền anh? Hả? Trái khóm thường thường bán được nhiêu tiền? 13.000. Khoảng 13.000. Dao động khoảng 10.000 đến 13.000. 4 tháng 10 ngày mới được một trái nha cô bác, mà một năm được có 3 lần thôi. Đây là nguyên cái vườn khóm à. Đó, khóm nha cô bác. Cũng khá là mình mong cô bác, ý là ở ngoài này thôi. Nếu mà mình vô trong rẫy, trong đồng chắc còn nhiều nữa. À, vậy là mình biết được cái thông tin là khóm khoảng 3 lần trong một năm thu hoạch. Một năm thu hoạch được 3 lần. Mà trái dao động từ 10.000 đến 13.000 à cô bác. Nguyên vườn khóm luôn. Rồi. Cảm ơn cả nhà đã xem video của em nha. Bây giờ mình tiếp tục là mình sẽ đi ngang cái bến cảng, mình quay cái bến cảng cho cả nhà xem. Lát nữa mình sẽ quay cái cảng Tắc Cậu cho cả nhà xem nha. Vì thấy mình thấy cá quá khủng luôn. Nhưng mà vì đây là Tắc Cậu cho nên khóm rất là nổi tiếng, mình muốn quay khóm cho cả nhà xem chút xíu. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem video của em nha. Xin chào cả nhà. À, bên này chị kêu mình nữa. Hải sản phát đạt. Dạ. Dạ lộc. Lộc Chi Tôn. Lộc Chi Tôn hả? Dạ. Rồi quay cái lóc bán. Cái này thì nó nói không mấy tôi nó phải có cái kênh. Ủa rồi cá này là cá lóc tầm. Là mình đi bắt mới đi bắt hả? Ờ. Wow. Wow, nhiều vậy. Lóc bán đi. Là chị đi bắt luôn đó hả? Bắt chồng mới đi bắt về đó. Đi bắt về đó. Wow, cá lóc đó được nhiêu ký chị? À, ký 120. 120, cá lóc đồng. Cá lóc đồng chính tông luôn hả? Cá lóc đồng của mình đâu ơi. Dạ. Ồ, quá chê. Đi thấy cái tiền nó mua. Cá lóc đồng nha cô bác. Cái này con cá này là
con cá dày rồi nha. Ồ, cá dày nè, đúng rồi, hiếm lắm nè. Cá dày. Ủa sao vùng này giờ vậy còn cá dày ta? Còn. Cái vùng An Giang với lại Cần Thơ là không còn nha chị. Dạ. Ồ, cá dày nè. Cá dày ở đây còn nhiều lắm. Có ăn là ủng hộ nha bà con. Như là kênh của Lộc Chi Tôn. Cho biết tặng ta. Dạ, dạ. Khỏi YouTube là nó nhảy lên. Khỏi vô thì có cái tên. Tên em là tên Lộc. Đây nè, cũng như là cái tên hồi nãy tôi nè. Dạ. Dạ. Chợ quê phải không? Dạ. Là nó quay chợ Lộ Bảy. Dạ. Bấm vô cái chợ quê. Rồi bây giờ chị bấm vô Lộc Chi Tôn thử coi gặp không? À, bữa nay mình vui, mình may mắn quá gặp được mấy chị, quá vui vẻ. Wow. Dạ. Chị hỏi cái kênh gì đó, cái kênh chợ quê, tổng quay chợ quê không? Dạ. Rồi cái đầu chị mới nói chị vô, chị bấm vô coi chị đăng ký. Dạ. Đăng ký tên kênh á. Dạ. Dạ. Rồi, rồi bây giờ bữa nay coi Lộc Chi Tôn đổi món đi. À, thử coi Lộc Chi Tôn quay cái gì. Em cũng quay về cá sông nước là nhiều hơn. Mèo miền núi nữa nha. Dạ. Đâu, thấy không? Đâu. Đó đúng rồi, đăng ký vô. Đúng rồi, đúng rồi. Ok. Bây giờ chỉ coi vô là chị đăng ký cũng đăng ký ủng hộ ta. Dạ. Nó cho được lên nhiều. Dạ, dạ đúng rồi, chị quá tâm lý luôn. Em được nhờ nhiều nhiều người khách như chị thì em giàu rồi. Thì mình ủng hộ đi. Dạ, quá hay, cảm ơn chị nhiều. À vậy hả? Ồ, chị anh đi bắt lâu không mà được rồi nhiều dữ vậy? Bắt nãy giờ chắc cũng được 2 tiếng mấy ngon. 2 tiếng mấy mà nhiều đó cá. Nguyên cái show kia nữa. Wow, đã quá đã luôn anh ơi. Cá này nè, cá gô biển nè, cá gô biển trong cô đồng. Ồ, rồi con cô cối cho kìa. Này cá gô biển. Ồ, ồ. Cá ba cá. Cái này cá gô đồng, là cá gô người ta. Cá gô cối luôn trời, con nào không lấy đen thui hết trời. Em rồi, ba con ạ. Còn cái gì trắng. Em khoái con cá dày này nè, tại vì lâu lắm rồi mới thấy nè. Cá gô người ta. Cá gô người ta. Cá gô đồng đó. Hết hồn, hết hồn. Cô người ta là kia. Để tao quay cái đẹp ra. Cá dày này lâu lắm em mới thấy nè. 300 gram. Quá đã luôn anh em ơi. Anh đi bắt có chút xíu mà nhóc chân cá luôn. Vô ừ. Lộc Chi Tôn. Cái này chừng nào mình dở là có. Cái này là không không, cái này mai mốt. Cái này thì mai mốt có. À, dạ. Chứ nó mình nghe mình đăng ký gọi là có thử. Dạ đúng rồi, từ động thông báo à. Lộc Chi Tôn. Dạ Lộc Chi Tôn. Quá đã luôn. Công nhận cá gô cành cành luôn trời. Nó có con gô biển bự thiệt bự luôn chứ. Con gô biển bự quá bự rồi. Hiếm nó gô biển giờ hiếm. Đúng rồi, rất là hiếm luôn nè cô bác. Cá gô biển hiếm lắm. Wow, đã quá đã luôn. Còn cá gô thì ngon thôi, chứ cá gô cối luôn. Cá này nó cá ở rừng nó để... Cá này như cá rừng của bình thường. Cá rừng của bình thường nha trời. À, cá này mới bự nè em. Ồ, đã quá chị, hôm nay chị. Quá đã luôn trời. Con cá nó bự. Cá này đi rừng luôn rồi. Cá như cá trong rừng vậy. Cá nó lại đi bắt cá mà có không biết tại cái đi. Quá đã luôn. Hay quá, may mắn quá, bữa nay gặp được mấy chị bắt được bắt cá đồng nữa. Chị kêu nó làm ký cho. Dạ. Hồi nãy lại ngồi nó nói nghe tôi ngồi cái đấy rồi đó cái gì à. Có cái gì cái tôi nói không, không có phải, vì nó không hiểu á. Dạ. Không hiểu chị. Dạ. Cái nó nói gì, có nó không, nó phải có cái kênh gì người ta, mà ta có cái kênh gì. Dạ đúng rồi. Có tên, có tên, dạ. Cái tên là kênh chợ quê hay là cái gì gì á. Dạ. Cho mình vô mình đăng ký. Dạ. Vô mình coi
thôi mình đăng ký. Dạ. Chị mà thấy ai ấy là chị vô cho. Quá tâm lý chị, quá tâm lý luôn. Có nhỏ cháu kìa. Nó cũng quay YouTube cái này cô vô đăng ký. Ký nó lên luôn. Dạ. Vậy là chuyến này em lên luôn rồi. Lên luôn, lên luôn rồi. Đây là huyện Châu Thành, một chỗ tắc cậu nha cô bác. Có chị bán khóm kế bên, bên và chị bán cá kế bên bên. Vui rất là vui vẻ ngay cái cổng chào luôn nha cô bác. Ngay cổng chào luôn nè. Đó. Ngay cổng chào luôn nha. Đó. À, chị bên nào? Bên đó đó. À cái quầy xéo xéo đằng đó đó ha. Vậy là cái chị ở phía trên cách cái cổng chào một căn. Còn ở phía dưới này bên tay phải thì cái chị bán khô ở đây. Bán cá biển ở đây rất là vui vẻ nha cô bác. Đó, chị đang đi về kìa. Chị đi cân cá cho ông ta đi, chị đang đi về. Chị đang đi về kìa. Chị đang đi kêu tao mua cá này vậy. Rồi nha cô bác, có đi mà đi tắt cậu á, cô bác ghé cái chị phía bên tay phải. Đây cô. Đó. Phát đạt. Còn bên kia chị có bảng hiệu không? Có, năm quán hả? Năm quán hả? Năm quán. Năm quán, năm quán. Rồi, năm quán với Phát Đạt nha. Kế bên cổng chào luôn nha cô bác. Đó, hải sản thì Phát Đạt nha. Còn khóm tắc cậu thì ghé vô năm quán nha. Chị rất là vui. Rồi, cảm ơn chị nha. Dạ, dạ, cảm ơn chị. Rồi, định xin dừng video luôn nha cô bác. Cảm ơn cả nhà lần nữa xem video của em. Và đến đây mình cũng có thấy là khách du lịch ghé mua nha cô bác. À, có chị đang gọt nè. Cái này là mình gọt mình bán tươi hả chị? Dạ, bán hết ạ. Còn nếu mà mình làm nước ép này kia là gọt là ở cái dạng công nghiệp không? Hay là cũng gọt tay luôn? Gọt cơ tay nhưng mà mình ép máy. Dạ. Ép thì ép máy nhưng mà gọt tay. Nhưng mà đặc biệt cái con dao đẹp quá nè chị. Lạ, con dao lạ quá. Dao gọt khóm ở đây lạ nha cô bác. Rồi cảm ơn chị nha. Tại Đức Quang, khóm tắc cậu Đức Quang. Cô bác ở đây rất là hòa đồng và vui vẻ. Rất là vui vẻ luôn nè cả nhà. Rồi trái vậy là nhiêu? Dạ 15 ngàn. Không, trái chị đang cầm là bao nhiêu? 15 ngàn. Gọt khoảng 1 phút. Rất là nhanh. Mình thấy có xe ghé vô mua. Nó xì lịch ghé mua quá. Cô bác ghé mua đây. Thơm thơm thơm. Thơm thơm thơm. Thơm thơm lắm. Một kiểu đường luôn. Cô bác Sài Gòn nha. Thấy bằng số Sài Gòn nha. Ông 4 tại dưới 6 nè, có ai mua không? Mấy con nè chú. Hai xe lô, hai xe ly ly chú. Đây là Bất Tài hả? Dạ không con, con kế Bất Tài chú. Kế Bất Tài. Bất Tài dạ. Ở Sài Gòn đi về Kiên Giang chơi ghé tắc cậu mua khóm nha cô bác. Cô bác ghé mua. Ủa quay vậy là được nhiêu bàn vậy chú? Tại con lấy tiền con mua khóm mà. Ừ, nhẹ chứ bộ. Còn xấu hết. Hết về chứ con. Hết về chứ con. Chúc nó... Nói cái vậy là cái gì? Chúc nó... Bức thơm bán nè. Bức thơm, bức thơm. Từ Sài Gòn đổ lên đây mua có 3 trái cho cậu. Về tới Sài Gòn lận á, mua nhiều nhiều đi. Trời có 2 người ăn 3 trái này ăn nhiêu. Và nhiêu ngày cho hết. Trái nhiêu vậy cậu? Có biết đâu. Vậy hả? Vậy là mấy đứa cháu nó tặng ha. Chưa biết nó tặng hay không à.
cụ vui vẻ quá. Đúng là khóm tắc cậu thơm thiệt, thơm mà ngon. Wow, tình nghĩa quá, chia sớt nữa. Chú quay phim miếng coi, chú quay phim ăn rồi. Chú phim ăn rồi, cảm ơn. Dạ. Cái đoàn khách này ở Sài Gòn lên đây vui lắm cô bác ơi. Họ rất là vui. Ở địa đạo Củ Chi. À, Củ Chi lần hả? Nhưng mà thấy bằng số Sài Gòn. Đây đoàn là Củ Chi á. Là thành phố Sài Gòn á, của thành phố. Dạ. Dạ. Nằm ở Tây Bắc. Quảng cáo là để lâu. Chú Linh quay ra địa đạo kia liền. À, có rồi. Đang liền. Chỗ này là 78 thôi, này chính. Này chú quay kinh 78 thôi. Chú Tôn. Chú Tôn. Chính mua đi bà chính. Bà chính mua đi, bà chính mua gì vậy? Bà chính cho con hỏi mua. Nè nè. Người của miền núi. Vậy là cái này là anh nói là 78 à, còn kia mới 9 à, rồi mới 9 đó. Lộc ba lộc, lộc đó. Lộc phi tô. Dễ. Nhìn này nó cũng chống rung đúng không? Ừ, chống rung. Cái này cột mấy chiếc khóm. Cái đánh nước chanh này thôi.